Việt nha. Tâm tâm tâm, nào ta cùng tâm tâm tâm. Tâm một ngày, tâm tiếng đồng hồ. Anh biết một tuần em xuống được mấy ký không? Tuần xuống nhiều? 500 gram á. Trời ơi, em thèm đi du lịch thì em cứ đi, ai cấm em đâu? Có. Ai cấm? Tiền cấm em á. Cấm. Chịu mua bán tour cho em hả? Dạ. Không được, em phải tìm hiểu cho kỹ cái tour mà ổng đã giới thiệu cho em nha. Ê, cái gì anh vậy? Anh ngồi đi. Nhận đẹp thiệt luôn á. Biết chừng nào mình mới được đi đến mấy chỗ này mình du lịch rồi mình chụp hình người ta. Bởi tao nói có tiền là đi đâu cũng được. Bởi vì làm sao nó có tiền đi. Mẹ làm em hết hồn luôn á anh Hương. Không đi trời, làm gì mà em tiếc rẻ như vậy. Thôi thì em thèm á. Ê, không được nha. Trời ơi, con gái con đứa phải biết giữ dáng nghe chưa. Cái dáng em giờ là tròn lắm rồi đó nha. Trời ơi, nói sao hả? Chứ hôm đó nay em thấy tướng em là ngon rồi đó. Ngon gì ngon, tướng đâu mà ba vòng như một. Nhưng mà ngon gì mà ngon. Anh biết một tuần em xuống được mấy ký không? Tuần xuống nhiều? 500 gram á. Chừng nào mới ớn? Thì em tính đi, một tuần em giảm được 500 gram. Thì bình quân chia ra thì một năm có 52 tuần. 52 thì tuần. Thì 52 tuần là em sẽ giảm được 26 kg. Em tính vậy được luôn hả? Không dám thì em ơi, nói gì dễ, em giảm chừng 1-2 kg còn dễ. Chứ mà em giảm lúc 26 kg là cả một quá trình. Em phải phấn đấu, em phải coi như là làm việc tư tưởng, rồi phải ăn uống kiêm khem, rồi phải vận động nhẹ nhàng. Thì chừng lúc đó em mới giảm được chứ. Còn nghĩ sao mà em ngồi đó không, mà em đòi giảm 26 kg. Bớt thèm đi, không có thèm nữa. Đồ ăn đó, bây giờ cưới em tròn lắm, không ăn được. Nhưng mà em nói ra nên thèm đồ ăn rồi nào. Thì thử nãy nói là em thèm. Em thèm á, là em thèm cái này nè. Này là gì? Du lịch. Trời ơi, em thèm đi du lịch thì em cứ đi, ai cấm em đâu. Có. Ai cấm? Tiền cấm em á. Ủa là sao? Không có tiền cho anh đi được. Thôi em ơi, tại em vừa lấy nước đi. Lấy nước thì vừa lấy thì tên giải thích cho. Tại em mới trơn trọi đó có gì đâu. Bây giờ nói em nghe là có rất nhiều cách để đi du lịch đúng không? Bây giờ nè, có thể là mình săn tour giá rẻ nè, đúng không? Mình chờ khuyến mãi nè, đúng không? Hoặc là mình nhờ người quen. Nhưng mà em có quen ai đâu. Quen anh. Anh hả? Trời, anh có du lịch mà. Cái gì anh có du lịch luôn hả? Trời ơi, có một cái tour tôi nói thiệt. Nó đã dữ lắm. Cũng đi cái tour nó mua gì đâu. Đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm, đi bằng máy bay phải bằng xe nha. Rồi ăn uống thoải mái ở resort homestay hay cái gì đó, hình như là khách sạn 4 sao. Trời ơi, mà bao nhiêu tiền? Trời ơi, có 2 triệu thôi. Ủa mà sao tự nhiên rẻ mà anh không đi, anh đưa cho em. Đà Lạt anh đi trên dưới cả trăm lần rồi, đi làm chi. Em đừng nói người khác nghe biết sao không? Bởi vì á, nói người khác nghe nhiều khi á, người ta đòi đi là anh không có cái chỗ để sắp cho người ta đi nữa. Có vài chỗ thôi à, coi như là người quen thân thiết, là nói chung là thương lắm rồi, là mới nhường lại cho em đó, hiểu không? Bây giờ sao có 2 triệu mà không đi, thôi để đưa cho người khác. Chứ người muốn đi. Chịu. Chịu chắc không? Chắc. Nhưng mà anh khoan, hãy chốt lại nha. Sao vậy? Em để em xin chú bao xin nghỉ mấy ngày mới được. Thì tùy em, nói chung nhanh nhanh nha. Chứ bây giờ hả, còn rất nhiều người xếp hàng để ta chờ cái vé đó. Em biết rồi, nhưng mà anh để cho em nha, anh đừng có đưa cho ai nha. Chừa lại cho em đúng không? Chú bao về em xin chú bao rồi em cho anh thay liền. Ok, nhớ báo sớm nha. Ok, 2 triệu. Ok. Chắc giá. Ok. 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 Trời, ngon dữ vậy ta. Nhưng mình hên dữ thiệt. Nghĩ sao chiếc này mình được đi du lịch ra, tao nói chụp hình nha, bắt đầu trao quy, bắt đầu ha là về khoe cho mấy đứa bạn lé mắt luôn. Chiếc này chính là em sẽ đi du lịch nè. Đi du lịch với ai ạ? Du lịch với bò à? Không có đâu, em là bò mà gì đâu chị. Làm gì cười tủm tỉm với vậy? Chưa nói dài luôn á. Nói chị nghe nha. Em đi du lịch á. Trời đất ơi, đi du lịch thôi mà làm cái gì thấy ghê vậy. Trời ơi, chị nghĩ đi chứ có ai hả mà đi phụ việc với em mà được đi du lịch đâu. Thì em tiền nhiều mới được đi du lịch. Cũng đúng ha. Bộ đó giờ em chưa về đi du lịch luôn hả? Chưa, em chưa đi lần nào, trời mê lắm nha. Em thấy mọi người nghe đi du lịch ha, chụp hình ha, cảnh này cảnh kia, thác này thác nọ đẹp lắm. Em muốn được như vậy á. Cũng phải cẩn thận nha. Ủa là sao? Chị cũng đang rầu một chuyện nè, đang theo dõi cái vụ án này. Cái ông này, ổng có bồ nhí. Vợ. Dạ. Trời, chết rồi. Chết em rồi mấy người. Chị em mình sẽ phối hợp. Dạ. Dạch mặt triệu phú nhau. Dạ. Nghe chưa?
Bây giờ em điện cho Phú xuống đây đi. Điện đi, coi như là không biết gì hết, nha không? Nha không? Em làm bộ em nói về nha. Ừ, em làm bộ nói về cái tour. Ê thôi để chị gọi luôn cho. Chị gọi luôn cho. Alo. Alo, chị Phú hả? Ờ, ông xuống căng tin của chú Bao đi, tôi có chuyện muốn nói với ông nè. Ờ, nhanh nha. Nhớ ra chưa? Triệu Phú mà xuống đây là em cứ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra hết nha. Dạ. Làm gì tự nhiên gọi giật ngược tôi vậy trời? Thì có chuyện mới gọi giật ngược ông xuống chứ. Chuyện gì? Tự nhiên được chứ. Định hỏi cái tour gì nãy mấy mới nói nè. Như là... Đã dặn nó đừng nói chạy. Không hề nói. Không sao, có biết. Tại vì buộc miệng rồi nó ra lời. Bởi vì em á, em không giữ bí mật gì hết trơn trời đó. Ngồi đi. Gì? Ngồi hỏi về vụ tour chút coi bạn bè nhau mà. Tự nhiên giống như... giếm vụ tour quá. Thì giống như hỏi cung vậy trời. Hỏi cung gì kêu chứ nữa, tụi bà này điều tra, chuyên gia điều tra gì chưa ta ngồi đi để hỏi chút không xíu. Không phải, cách tôi nói chuyện xưa giờ quen vậy rồi. Rồi sao vụ gì? Tour giá rẻ vậy? Ờ đúng rồi, tour giá rẻ. Ê còn dư một chỗ đi không? Ủa sao không rủ Lâm Bảo với lại anh ông gì đó, ông Hai Lộc? Thôi rủ mấy người đó làm chi, bất tiện lắm. Đây được rồi. Là cái tour này sao đi với phụ nữ không vậy? Tour này phụ nữ thôi vui lắm, chị em phụ nữ chia chung nhau thôi ạ. Nhưng mà sao anh là con trai mà kêu phụ nữ không vậy? Đúng rồi. Thì giờ anh đi rủ hai người nè. Là tour phụ nữ không đúng không? Phụ nữ thôi. Mén. Tour này cho hai người. Sao? Trong kiếm đồ gì vậy? Gì ta nói chuyện gì che mặt lại là cái gì? Đi lấy nước uống. Không, đi lấy nước chồng uống. Trời ơi, thôi nói chung là sao bây tôi giờ... giá rẻ vậy? Ờ, không biết chắc người ai biết thì... Rồi ông chắc... ngồi xuống đi. Ngồi làm gì? Ngồi đi mỏi chân. Làm gì mà tự nhiên cứ ngồi hoài vậy? Ngồi xuống đi. Đâu, làm gì? Tôi này giá rẻ mà đúng không? Ê, cái gì anh vậy? Anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Không có gì nữa. Ê, để ra cái tao. Làm gì vậy? Cái gì? Trời ơi, cái giọng nội này chói gà tai dễ sợ luôn á. Anh lừa gạt em vô cái đường dây của anh. Đường dây không phải đường dây du lịch biến tướng. À đúng rồi. Cái lừa đó đúng không? Đúng không? Ông định lừa gạt hết phụ nữ rồi cái ông đưa lên cái tour du lịch này là để ông gả cho đại gia hết đúng không? Đúng rồi. Không cho anh ra khỏi đây đâu. Hai đứa tào lao. Đại gia gì? Nè, tạm đi. Nè đây nè, hai chị nha, hai chị. Trời ơi, tôi trúng thưởng giải ba là một chuyến du lịch Đà Lạt dành cho hai người. Bây giờ mà chỉ giá là 10 triệu đồng, nhưng mà giờ tôi không muốn đi. Giờ tôi bán rẻ lại mỗi người 2 triệu là tôi được 4 triệu, hiểu không? Ủa, cái này trúng thưởng thiệt nè. Trúng thưởng ở siêu thị tổ chức nè. Có mọc của siêu thị. Trời ơi, người ta đứng là người ta là bốc thăm, là có đại diện rất là nhiều báo chí rồi người ta tới, người ta kiểm chứng đàng hoàng. Rồi sau đó thông tin này có đăng lên báo rõ ràng luôn là chuyến du lịch này nè là chương trình khuyến mãi của người ta. Thì tóm lại là bây giờ là có mua không? Mua. Rồi, để chị mua cho. Gì vậy? Tôi mua chị em tôi đi được không? Đó. Coi như chục lỗi. Rồi, vậy là hai người mua luôn đúng không? Đúng. Mỗi người 2 triệu, vậy là tôi sẽ được 4 triệu. Đồng ý. Yeah. Nín. Im. Nín dứt liền. Điện thoại. Nín nhỏ mỹ nín. Nín. Nín coi. À. Nhỏ đó chưa có phải là vợ mày mà mày đậu lên đầu đó rồi. Nó mà về làm vợ mày về nhà chắc mày cất cái trang mày để lên trên mày thờ. Ngày mày đốt nhang 4 năm bận quá à. Không có cho password được. Trời,